Theo em ấy thì mức lương thu nhập mà khi ra trường thì mong muốn bao nhiêu? Em chưa thấy mức lương nào mà em cảm thấy là đủ. Chưa bao giờ là đủ? Vâng, chưa bao giờ là đủ. Nếu muốn đủ thì là bao nhiêu em nhỉ? Đã bảo là chưa bao giờ là đủ rồi, lại còn không có một con số nhất định nhá. 50, 100. 50, 100 vẫn không đủ anh ạ. Không đủ đâu. Thôi em bị điên à. Con người ta kiểu lòng tham vô đáy. Đúng rồi. Kiểu sinh viên thôi ra trường thì em nghĩ là bao nhiêu? Chắc tầm khoảng 30-40. 30-40 triệu. Sao đấy? Bình thường mà. Thế em nghĩ chức vụ nào sẽ được mức lương như thế? Em chắc là phải cao một tí đấy. Nhưng mà bây giờ các bạn Gen Z kiếm tiền giỏi mà. 40 triệu. 40 triệu thì bao lâu thì ví dụ như mua nhà, mua xe ở Hà Nội được? Chắc mấy năm. Mấy? Mấy năm. 3 năm. Khoảng là 5 năm. 3 năm đi. 3 năm. Có cách nào nhanh hơn không? Em đi bảo trai ạ. Đi bảo trai. Úi dồi. Đấy, các bạn nếu mình học tập mệt mỏi và đi làm còn mệt mỏi hơn nữa thì mình đi. Đi bảo trai, đi bảo trai các bạn nhá. Vãi cả đái. Đối tượng nào mình sẽ tiếp cận này? Đi SH, đi ô tô ạ. Nhưng mà bây giờ hay lòe lắm, hay lừa nhau lắm. Hay phong mặt. Đúng rồi. SH chưa bảo được em ạ. Thế ô tô đi. Đi SH bảo cái bánh xe nó chỉ có mấy triệu thôi. Đi ô tô mình bảo 4 cái bánh cũng được vài trăm phải không? Vâng. Quá chuẩn luôn. Mất công đi vào. Vâng. Câu đầu tiên, ví dụ bảo thì nói như nào được nhỉ? Nói như nào mà kiểu người ta không cảm giác mình đào người ta ấy em? Thật ra là em chưa đi bảo trai bao giờ cả. Đấy, em ví dụ anh này, em thử bảo anh này. Thì người ta chưa bảo bao giờ thì làm sao mà bảo được. Đấy, anh? Nói đi, coi như là mình phải mô thôi, có mất gì đâu. Bảo đi, dẹo vào. Anh ơi, em thích cái này anh mua cho em nhé. Hợp lý luôn này, cái này là bảo được các bạn ơi. Ví dụ đi 4 bánh ấy, thì em nghĩ là bảo bao lâu thì đủ tiền mua nhà? Với trình độ của em thì khá là lâu, nhưng mà các em bây giờ thì bào siêu lắm, chắc là chỉ tầm mấy tháng thôi. Một đêm. Ôi không anh ơi, một đêm gì đấy. Gì đấy á? Em đang nghĩ gì đấy? Một đêm không đủ à? Một đêm không đủ. Một đêm chắc được một bánh thôi. 4 đêm 4 bánh. Một tuần đủ. Chắc. Anh bào kiểu gì ấy, sợ em rồi. Sợ em. Thì là mình bào lúc 4 anh, 5 anh. Không ạ. 4-5 anh thì ít quá. À, mất công bào thì bào bao nhiêu? 20 anh, tầm 20, 30 anh. Vãi cả, thôi được rồi. Biết này cho nên đầu tiên với anh em nhá. Rồi nhá, ok. Rồi, bào 4-50 anh luôn. Vâng. Mất công bào đúng không? Vâng, mất công bào rồi. Ừ. Thì bao nhiêu thế? Chia lịch sáng trưa chiều tối, không đủ thì mình theo giờ đi anh. Theo giờ. Vâng. Mỗi anh được bao lâu? Tầm ít thì là 1 tiếng, nhiều thì là 15 phút. Trời. Nhiều thì là 15 phút à? 15 phút được kịp làm gì đâu em. Thôi anh bây ơi. Bây giờ nhá, mình đi khách sạn đi. Mình vào mình tắm rửa với nhau. À không, tắm rửa. Thế mà bây giờ muốn mua nhà Hà Nội nhanh nhất thì làm cách nào? Em đi Bảo Giai ạ. Chốt lại là mình sẽ đi Bảo Giai. Đúng rồi, thế đi Bảo mình Giai. Đi Bảo Gái được không em? Anh tìm Phú Bà. Phú Bà. Anh sang Phú Bà. Vâng. Thế là okay. Cái này là bảo bà chứ không phải bảo gái à? Em 2006. 2006. Ủa. Là mới học luôn đấy. Vâng. Thế con người ai cũng có lòng tham đúng không? Vâng. Sau này ra trường thì muốn mức lương thu nhập của mình bao nhiêu nhỉ? Em muốn tầm 20-30 triệu. 30. 30? Vâng. 30 triệu thì chi tiêu một tháng thì em tính như nào? Từ nhà bao tiền? 5-6 triệu. 5-6 triệu à? Thế ở hơi bị đẹp đấy. Vâng. Thôi cho 5 triệu nhá. Tiền ăn hàng tháng khoảng? 2-3 triệu. 3 triệu là 8 triệu. Son phấn quần áo. Đi chơi. 5 triệu. 5-10 triệu. 10 triệu. 50-10. Tôi lấy dưới đi. 8 triệu. 8 triệu. 16 triệu. Vâng. Lương 30 triệu, còn 14 triệu. Vâng. 14 triệu thì là tiết kiệm. Nếu mà để mua nhà, mua xe Hà Nội thì mất bao lâu? Mất tầm 2 năm. 2 năm? Vâng. Còn dư 14 triệu và 2 năm đủ. À không, 10 năm. À, 10 năm? Vâng. 10 năm thì... Thế 10 năm thì thấy có lâu không? Lâu anh ạ. Lâu đúng không? Làm cái nào nhanh hơn đi chứ 10 năm lâu quá. Già mẹ nó rồi còn đâu nữa. Mình làm Sugar Baby. À Sugar Baby. Bảo Giai. Vâng. Ừ. Bảo Giai thì rút ngắn thời gian được. 1 năm. 1 năm à? 1 năm có lâu năm. Không? Dạ. Người ta mất công đi bảo mình bảo 4 năm anh đi, 10 anh đi. Liệu mình còn sức không? À, mất sức lắm à? Vâng, mất sức. Em biết nhà Hà Nội bây giờ bao tiền? 7-8 tỷ. 7-8 tỷ à? Gọi là giá chung ở ngoài thành chứ đúng không? Vâng. Mua một con xe nữa. Vâng. Một con xe em thích thì xe bao tiền? 5
5 tỷ. 5 tỷ? Vâng. Mua cái nhà bằng cái xe. Xe gì? À, mình phải 4 bánh chứ anh. Hãng xe nào? Mẹ, Porsche. Lamborghini đồ nha. Xay xe quá đi mua trần luôn. Vâng. Mình một lần thì mình sướng cả đời cũng được anh. Sướng gì cả đời em? Mình sướng gì mình sướng thôi. Sướng thân. Sướng thân mình. Thế chốt lại là thu nhập sau khi ra trường thì mong muốn bao nhiêu? 50 ạ. 50 triệu một tháng? Vâng. 50 triệu một tháng. Thì bao lâu thì sẽ đợt mức lương đấy? 2 tháng. 2 tháng? Ra trường 2 tháng có lương 50 triệu? Vâng. Chắc chắn là chỉ đi vào ra thôi này. Thì chắc chắn thôi. Ok rồi. Thực tế thì anh nghĩ là ra trường chắc tầm 15 triệu thôi. Vâng. Năm nhất đúng không? Vâng. Tôi cứ hưởng thụ đi, còn mấy năm nữa mà. Mình còn đơn vị còn dài mà anh. Dài còn nhiều. Vâng. Các bạn đang là sinh viên à? Vâng. Năm mấy rồi? Năm ba thôi. Sao ra trường rồi? Đang nghĩ đến mức lương cho mình như nhỉ? Rồi em nghĩ rồi. Thế mong muốn thu nhập của mình sau khi ra trường sẽ là bao nhiêu? Bọn em sinh viên phật tu ra trường tính lương 1 đô ấy. 1 đô? Là bao nhiêu đô? 1000 đô. 1000 đô đi cho máu ấy ạ. 1000 đô vẫn ít em ạ. 1000 đô hai mấy triệu thôi. 1000 đô bao tiền? 1 đô là 2000 đô. 2000 đô đúng không? Là bao nhiêu? 50 ạ. Đúng rồi, 50 cổ. Trong vòng bao nhiêu lâu sẽ cố gắng đạt được mức lương này? Chắc là cứ cho là khiêm tốn thì cho khoảng tầm 5 năm đổ lại. Thế trẻ bây giờ kiếm tiền như nào nhanh hơn? Lấy chồng. Lấy chồng ạ. Kinh tế luôn này hả? Thế ra trường lấy chồng luôn. Khách khác đi em. Có người yêu. Có khách khác không cần lấy chồng mà vẫn tăng thu nhập hơn ấy. Làm tiktoker đi phỏng vấn ạ. Làm tiktoker đi phỏng vấn như anh ạ. Phỏng vấn dạo này không có lương đâu các bạn ơi. Làm thì làm mê đấy. Thế đi bảo dai thì cũng là một cách để tăng thu nhập đấy. Bọn em chưa thử ạ. Lớn mới cùng thì bảo dai đúng không? Thì mình bảo bao nhiêu người thì cho nó nhanh hơn đấy. Sợ không ai tin, bọn em không có khả năng khiếu. Không ai tin. Anh thấy bạn này có năng khiếu này. Em ạ. Thế bây giờ mình ra trường rồi và có thu nhập khoảng 2000 đô một tháng. Thì dự sẽ bao lâu sẽ mua được nhà Hà Nội? Khoảng trên dưới 10 năm. Thế? Em chắc là lâu hơn 15 năm. 15 năm. Ủa tại sao khác biệt vậy? Em hơi lười anh ạ. Hơi lười. Có nên siêng năng hơn à? Ok, ai siêng hơn thì người ấy thời gian ngắn hơn này. Thế ví dụ bây giờ có cách nào mà mình nhanh hơn nữa không? Chứ 10 năm lâu quá em. Lấy chồng đại gia. Lấy chồng đại gia. Còn em? Em chẳng thế ạ. Vẫn chung phương án là lấy chồng đại gia. Đại gia thì em nghĩ là mức lương sẽ phải bao nhiêu? Chắc là sẽ là đủ ăn đủ sống và đủ đi du lịch ạ. Là bao nhiêu? 100 triệu. 100 triệu. Thế em nghĩ đại gia có hai cặp bồ? Thế bây giờ mình mà kiểu lấy chồng đại gia thế thì sợ chứ? Nói gì đi em? Bỏ phá vỡ ý tưởng rồi bây giờ. Lấy chồng đại gia nó cặp bồ thì chết dở rồi. Cặp bồ thì bỏ đi ạ. Bỏ thôi đúng không? Thôi thời gian thì mình cứ nên là gọi là tự thân vận động đúng không? Trừ khi là hết khả năng rồi thì thôi đi bảo tí cũng được. Bảo ai chưa biết. Về bảo bố mẹ à? Mình phải có khả năng thì mới bảo. Đấy, còn phải khả năng nữa, ok nha. Rồi cảm ơn các bạn tham gia gì nha. Thế theo em mức lương 10 triệu mà sau khi ra trường ấy thì có ít đúng không? Ít ạ. Thế bây giờ có cách nào mà các bạn trẻ bây giờ nghe thế bây giờ muốn kiếm tiền nhanh nhất không? Đi làm sugar anh ạ. Sugar là một phải không? Đi cướp anh đi cho nhanh. Đi cướp có cái này khó quá, có cái nào nữa không? Trai nuôi. Đi bào dai gì? Vâng. Bào dai. Thế theo em đấy, bây giờ mình bào dai thì đối tượng bào dai như nào? Đi máy bay anh ạ. Ôi ôi, vừa nãy bạn kia bảo đi SH xong lên 4 bánh rồi giờ đi máy bay. Máy bay mình bảo thì 2 cánh em. Thế chốt lại là sau này muốn mua nhà Hà Nội thì bản thân em làm cách nào? Em sẽ tự phấn đấu mua thôi ạ. Phấn đấu mua? Dạ vâng. Tự làm bằng chính nước tay của mình thôi. Để mua. Không được dẫn vào ai rồi. Không được dẫn vào ai? Dạ. Nếu mà lâu quá không được thì chúng ta đi vào dài. Có thể.